Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Bất ngờ Phạm Minh Chính được ca ngợi có tầm nhìn trước khi nhận ghế Thủ tướng Một tuần trước khi nhận ghế Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Ông Phạm Minh Chính được báo Việt Nam Net đăng bài ca ngợi về tầm nhìn Khi còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh hồi 10 năm về trước Hôm 27 tháng 3, báo Việt Nam Net dẫn ý kiến của ông Nguyễn Xuân Ký, đương kim bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh dành nhiều lời khen ngợi dành cho người tiền nhiệm. Theo đó, ông Chính được cho là phất lên ngọn cờ chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh với ý là phát triển kinh tế không chỉ dựa vào khai thác than mà còn mở rộng sang ngành dịch vụ du lịch. Lúc này, những lãnh đạo của Quảng Ninh bắt đầu tìm lại những định hướng chiến lược về công nghiệp chế biến, chế tạo được ông Phạm Minh Chính hoạch định khi còn là bí thư tỉnh ủy trong khi đó nhấn mạnh năm 2012 và những năm tiếp theo tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư phát triển một số ngành sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, sinh học, báo Vietnamnet viết. Ông Ký cũng được báo Vietnamnet dẫn lời khen ông chính, ông Phạm Minh Chính đã viết rất rõ các vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp chế biến chế tạo của Quảng Ninh. Việc ông Chính được Đảng Cộng sản Việt Nam sắp đặt cho ghế thủ tướng đã được giới phóng viên báo nhà nước ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội từ cuối tháng riêng, thời điểm diễn ra đại hội 13, nhằm tạo sự đồng thuận của dư luận. Các phóng viên đăng bài trên trang cá nhân tạo dựng hình ảnh đẹp cho giới chức sẽ nhận ghế tứ trụ. Trong số này thì nhà báo Lê Kiên, phó văn phòng đại diện của báo tuổi trẻ Hà Nội, đăng trên trang cá nhân tấm ảnh cho thấy ông chính xuống với dân ngồi xe máy lội bộ áo đẫm mồ hôi khi đi thị sát đời sống người dân sau trận lũ quét qua bản Sa Ná gần biên giới Việt Lào hồi năm 2019. Cũng trong bài đăng thì ông Kiên khen ông Chính đã để lại dấu ấn đậm nét trong xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh và cho rằng mọi người đến Quảng Ninh đều có thể cảm nhận được điều đó. Tuy vậy, Tương phản với giọng điệu tích cực về ông chính của truyền thông nhà nước, giới xã hội dân sự dấy lên những quan ngại chính phủ mới sẽ nhiều khả năng sẽ theo hướng công an trị. Các hoạt động kinh tế vì ông này từng làm thứ trưởng Bộ Công an. Phạm Minh Chính sinh 10 tháng 12 năm 1958 là một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam, tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, nguyên là Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng, Tổng cục hậu cần, Kỹ thuật Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục hậu cần, Tổng cục tình báo. Ông Phạm Minh Chính là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học hàm phó giáo sư, học vị kỹ sư xây dựng, tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, khóa 11, 12 và 13. Ông Phạm Minh Chính sinh 10 tháng 2 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong một gia đình 8 anh chị em Cha ông là một cán bộ công chức địa phương, mẹ làm ruộng. Năm 1963, ông theo gia đình về xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thua nhỏ, ông theo học trung học tại trường phổ thông cấp 3 Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1975, ông theo học dự bị ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1976, ông được cử làm lưu học sinh tại Bucharest, Romania. Trong thời kỳ nước Đông Âu cộng Hòa Xã Romania, ông học tiếng Romania và nhập học tại uh, chuyên ngành xây dựng tại Đại học Xây dựng Bucharest, University City, uh, Bucharest đến năm 1984 và ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Năm 2000 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, luật trở thành tiến sĩ luật. Ngày 9 tháng 3 năm 2010 được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong tặng À, học hàm phó giáo sư chuyên ngành luật phạm minh chính được kết nạp đảng cộng sản việt nam vào ngày 25 tháng 12 năm 1986 trở thành đảng viên chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 1987 trong quá trình hoạt động của đảng nhà nước ông theo học các khóa tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhận bằng cao cấp lý luận chính trị năm 1984 phạm minh 19 chính tốt nghiệp đại học tại romania trở về nước bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình Ông được phân công làm nghiên cứu viên khoa học tại Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật Bộ Nội vụ. Đến năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao làm bí thư thứ nhất đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Romania. Và đây là thời điểm mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romania và cả xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Ông công tác ở đại sứ quán với nhiệm vụ trực tiếp xem xét đánh giá sự biến chuyển của các nước Đông Âu phục vụ cho đường lối của Việt Nam trong thời kỳ này. Năm 1996 ông được điều trở lại Việt Nam công tác tại Bộ Nội vụ, chuyển thể thành Bộ Công an năm 1998. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ thư ký tổng hợp Văn phòng Bộ Công an, phó cục trưởng phụ trách cục rồi cục trưởng cục tình báo, kinh tế và khoa học kỹ thuật Bộ Công an. Năm 2006 Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tình báo Bộ Công an Những năm này thì ông còn kiêm nhiệm vị trí chuyên viên cấp cao văn phòng chính phủ là giảng viên đại học Giảng viên tại các trường công an như Học viện An ninh Nhân dân Ngày 25 tháng 4 năm 2007 Phạm Minh Chính được Thủ tướng Chính phủ Bà Ích Nguyễn Dân Dũng phòng quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Đến tháng 12 năm 2009 ông được Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Ngày 3 tháng 2 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Trong cùng năm ngày 16 tháng 7 năm 2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Phạm Minh Chính có lịch sử thăng cấp hàm bậc tướng, thiếu tướng, trung tướng đều cùng các đợt với Tô Lâm. Ngày 12 tháng 8 năm 2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, Phạm Minh Chính được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều chuyển về công tác tại tỉnh Quảng Ninh miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tham gia ban chấp hành ban thường vụ bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Quảng Ninh, kế nhiệm Vũ Đức Đam. Ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh những năm 2011-2015 và mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh vùng biển Phạm Minh Chính trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 từ tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Quảng Ninh gồm có thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả được 321.908 phiếu đạt 91,64% số phiếu hợp lệ. Ông lần đầu được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng cử và đã trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9 tháng 4 năm 2015, Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương, phân công giữ chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 6 tháng 1 năm 2016 tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 7 tháng 1 năm 2016, ông được ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị Trung ương là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ngày 4 tháng 2 năm 2016, ông được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, ông được bộ chính trị phân công giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phạm Minh Chính cũng là ủy viên ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 20 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm ông làm phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2018 tại hội nghị trung ương lần thứ 8, khóa 12, Phạm Minh Chính được phân công làm trưởng tiểu ban điều lệ của Đảng để chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử trung ương, ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Giai đoạn đảm nhiệm chức vị trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính phụ trách chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bố trí nhân sự của hệ thống chính trị, đồng thời là lãnh đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ đảng viên của Trung ương. Ở trong nước, ông chỉ huy Nhân sự nội bộ của Đảng điều động bổ nhiệm, điều chuyển xây dựng các chức danh cấp cao của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại 63 tỉnh thành. Giai đoạn 2000 đến 2021, ông uh, trong chu kỳ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh khóa 2000-2025 ở 63 tỉnh thành, ông thường đại diện cho Trung ương Đảng tham gia các kỳ đại hội địa phương, chỉ đạo hoạt động cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Phạm Minh Chính còn phụ trách vấn đề ngoại giao, bao gồm đại diện Trung ương Đảng sang thăm nước ngoài tiếp đón một số lãnh đạo nước ngoài sang thăm Việt Nam đầu năm 2018 ông tới phủ thủ phủ Bắc Kinh thăm Trung Quốc gặp gỡ ủy viên thường vụ trung ương đảng bí thư ủy ban kiểm uh, kỷ lãnh đạo cấp quốc gia thứ sáu của Trung Quốc triệu lạc tế hội đàm với thành ủy Bắc Kinh và các vấn đề liên quan tới đối tác giữa hai nước ông đã hai lần đón tiếp thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2017 uh, hai chiều trong và ngoài nước cùng với đón tiếp Suga, Sohihide năm 2020 sang thăm Việt Nam. Đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 diễn ra. Trước và trong kỳ đại hội, báo chí nước ngoài cho rằng Phạm Minh Chính có nhiều khả năng sẽ là thủ tướng mới của Việt Nam sau đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Giai đoạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2021, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục các hoạt động cho chuỗi sự kiện hội nghị hiệp thương của mặt trận Tổ quốc chuẩn bị cho Quốc hội khóa 15. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Phạm Minh Chính được giới thiệu tham gia khối ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc Chính phủ tại kỳ họp thứ hai của hội nghị hiệp thương chuẩn bị vị trí công tác nhiệm vụ mới Chính phủ Việt Nam khóa 15. Trong sự nghiệp của mình, Phạm Minh Chính có nhiều bài phát biểu thể hiện rõ quan điểm của mình trong lãnh đạo đảng nhà nước, Ông có quan điểm chống chạy chức chạy quyền trong hệ thống tổ chức Đảng nhà nước. Đối với kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc chuẩn bị cho Quốc hội Việt Nam khóa 15, ông đã nhiều lần phát biểu nhấn mạnh phương án xây dựng nhân lực đại biểu Quốc hội. Ông kêu gọi việc không giới thiệu và đưa danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ đang bị thanh tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm người đứng đầu của các cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, bất đoàn kết, những người vi phạm quy định của bộ chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia quốc hội. Đối với tổ chức Đảng Phạm Minh Chính đề cao các vấn đề bám sát nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương Đảng tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt đưa hoạt động địa phương đi vào nền nếp chủ động tích cực hơn trong việc đối phó phối hợp với các cơ quan tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống tinh giản tổ chức bộ máy biên chế kiểm tra giám sát các cấp ủy thúc đẩy dân vận được tăng cường và phối hợp với giữa đảng ủy với đảng đoàn phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Phạm Minh Chính công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Vợ chồng ông có hai người con, một con gái và một con trai. Em trai của ông là Phạm Trí Thức giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa uh, 8, 9 và ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội khóa 13, 14. Em gái của ông là Phạm Thị Thanh, vụ trưởng vụ nội chính, vụ 4, văn phòng chính phủ. Đặc biệt ông chính kết nối với phía Trung Quốc rất tốt và ngày 23 đến ngày À, 27 tháng riêng năm 2018, ông Phạm Minh Chính đã sang thăm Trung Quốc và một trưởng ban tổ chức Trung ương sang thăm Tàu để làm gì? Thật là khó hiểu. Về mặt đảng và về mặt nhà nước thì ông Trọng sẽ thăm, còn về mặt chính phủ thì ông Phúc sẽ thăm, còn về mặt quốc hội thì bà Ngân sẽ thăm. Còn trưởng ban tổ chức chỉ là chức lo sắp xếp nhân sự cho đảng thì sang Tàu để làm gì? Hay là ông Chính sang Tàu để nghe Thiên Triều chỉ bảo nên sắp xếp đứa này, nên sắp xếp đứa kia vào đâu rồi mới về thi hành? phải thừa nhận là trong ban bí thư trừ ông trọng ra thì không ai kết nối với thiên triều tốt cho bằng phạm minh chính và đáng ngạc nhiên hơn là kẻ thân tàu phạm minh chính lại có thể từ ban bí thư nhảy ngang sang chính phủ đánh bại hai ứng viên nặng ký là trương hòa bình và vương đình huệ nhảy trái tuyến và đánh bại hai kẻ đi đúng tuyến thì ắt phải có trợ lực rất lớn câu hỏi được đặt ra là ai đã trợ lực cho phạm minh chính là trong đảng hay là ngoại bang Thật sự đó là những câu hỏi mà khó có được câu trả lời thỏa đáng. Tại Nga, Putin cũng từng là điệp viên uh, KGB và cũng uh, khi và nắm bộ chính trị bộ máy nhà nước Nga thì ông ta đã tận dụng lợi thế uh, quyền lực ngầm của ngành tình báo để biến nước Nga thành công cụ phục vụ cho lợi ích riêng của ông ta. Còn điệp viên Phạm Minh Chính thì sao? Mong cho ông ta không dùng quyền lực ngầm để biến Việt Nam thành công cụ như Putin và mong là ông sẽ không phải là điệp viên hài mạng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyện bầu cử ở Việt Nam thì đã đóng khung cả rồi, không bầu thì cũng trúng. Không bầu cũng trúng là chuyện bình thường của vai diễn trên sân khấu chính trị Việt Nam. Cái lạ là thời gian gần đây phía đảng công khai chuyện thể hiện quyền lực bất chấp hiến pháp bất chấp cả luật lệ của nền tư pháp uh, chủ nghĩa xã hội và ông nguyễn xuân hùng trong lúc đương nhiệm cả hai chức chủ tịch quốc hội và hội đồng bầu cử quốc gia thì được báo chí trích thuật nói rằng ông đã suy nghĩ và chuẩn bị về người kế nhiệm cho mình trong lúc kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở việt nam còn chưa diễn ra Giờ thì đảng không còn chuẩn bị mà ấn vai luôn cho các chức danh ngay từ cuối tháng 3 này và bất chấp kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phải đến Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 mới bắt đầu. Nhà báo Nguyễn Thông biện giải quốc hội theo đúng nghĩa từ này là cơ quan dân cử một tổ chức hội có quyền lực cao nhất của một nước gồm các đại biểu ưu tú cho dân cử ra và nói nôm na rằng quốc hội do dân bầu, còn ở đâu đó nó có phải là do dân bầu hay không, có quyền lực cao nhất hay không, chỉ là bù nhìn thì lại là chuyện khác. Theo lẽ công minh chính quốc hội với các dân vị bầu uh, dân biểu, dân cử sẽ họp và tiếp tục bầu ra những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, cụ thể là ở xứ ta chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhân sự phụ trách bộ máy hành pháp tư pháp tất cả người và bộ máy nó đó đều hoạt động trong nhiệm kỳ của quốc hội khóa nào có nhiệm vụ và trách nhiệm của khóa đó và không dù di chuyển đổi không lôi thôi lằng nhằng và không khóa này lấn sang khóa kia theo kiểu trợ chiều trợ vỡ linh tinh tại sao vậy Tại vì chính các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ 5 năm sẽ bằng lá phiếu, bằng sự biểu quyết, bằng sự gửi gắm niềm tin của nhân dân đại diện cho dân sẽ bầu chọn ra chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Nếu những vị đầu lĩnh được chọn ấy có sự làm ăn không ra gì, không chính ngôi ngồi nhầm ghế thậm chí là vô tích sự gây nhiều điều tiếng thì chính đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho ai, không trách ai được. Lâu nay bầu bán ở xứ này thì vẫn thế, ít nhiều vẫn theo cái hình thức tử tế giả tạo ở đó. Và nay thì chả biết ông quân sư quạt mò nào mưu mẹo khôn vặt có nhẽ, vừa để nịnh đảng vừa cho chắc ăn, đặt dân vào sự đã rồi, đặt quốc hội mới chưa bầu vào thế việt vị, bày kế để cho quốc hội khóa cũ bầu những vị trí lãnh đạo chóp bu của khóa mới. Phải nói tuyệt ra là ở xứ này quốc hội khóa nào cũ hay mới, có bầu ông này bà nọ ra thì cũng vậy mà thôi, đảng cử dân bầu đóng khung cả rồi, không bầu thì cũng trúng. Uống hồ gì quyền bầu chọn được trao vào bàn tay những vị dân biểu ngoan ngoãn, sắp hết nhiệm kỳ rồi. Bầu phát nào xong để ngày mai về làm người tử tế. Chỉ có điều ai cũng rõ là tam trụ do những vị dân biểu sắp hết nhiệm kỳ bầu ra, nếu như các trụ làm ăn ất ơ không ra gì, chả nhẽ lại túm lôi cổ những vị dân biểu khóa cũ ra bắt đền, dân biểu đương nhiệm có bầu ra họ đâu mà bắt đền nó, còn những dân biểu đã cởi áo treo ấn từ quan về vui thú điền viên, xa lánh bụi trần chính trị kia, có mà đòi trắng răng đợi đến mùng thất túm lại thì chả ai chịu trách nhiệm thật ra thì những gì mà nhà báo nguyễn thông bực dọc lên tiếng vốn từ mấy khóa quốc hội trước đây đã từng được ông nguyễn sinh hùng đánh tiếng rằng ông đã suy nghĩ và chuẩn bị về người kế nhiệm cho mình trong lúc cử bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở việt nam còn chưa diễn ra quốc hội là do dân bầu ra chứ tại sao một người như ông Nguyễn Sinh Hùng lại đi chuẩn bị người kế nhiệm là thế nào? bởi đây không phải là gọi là cơ quan hành chính để mà thay thế người kế nhiệm đây là cơ quan dân cử cho nên chủ tịch quốc hội cũng như một đại biểu quốc hội thông thường là có quyền bình đẳng như nhau và người dân người ta lựa chọn ai vào quốc hội cũng như quốc hội bầu ra ai hay là bầu chủ tịch quốc hội đó là quyền của quốc hội và là đại biểu quốc hội chứ không thể nào theo hướng là ông ấy chuẩn bị người kế nhiệm Tuy nhiên thì trên thực tế thì đây là một quá đỗi thật thà của ông Nguyễn Sinh Hùng bởi quả tình thì Việt Nam chuyện bầu cử đúng hoàn toàn như lời của Nguyễn Sinh Hùng. Thời điểm ông Hùng nói dễ gây phản cảm trong nhân dân vì cảm thấy là cần gì phải bầu nữa. Thế nhưng hiện tại thì dân chúng đã nghiễm nhiên coi đó là bình thường trong vai diễn trên sân khấu chính trị mà tài nghệ đạo diễn phụ thuộc vào tài năng của cụ Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.